phường Trưng Nhị cô nhỉ? Ừ, phường Trưng Nhị. Vâng. Cô vừa lắp đặt xong cái nhà cô Thủy thì ở tại thế bây giờ này Trưng Nhị. Đóng thì đưa lên thì cô có 100% gì không? Có giảm được không? Tại phường Trưng Nhị, thành phố Vĩnh Yên. Vĩnh Yên. Cho bác nhà ngắm này, bác cả ngắm này, còn 2 người đây được 4 người. Mỗi người chân. Cái khách đều 4 chân đấy, mỗi người chân. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ tới Đồ Gỗ Tùng Tám với số điện thoại là 0987 51086 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là cô Thủy tại phường Trưng Nhị, thành phố Vĩnh Yên. Chủ nhà tùy nhà mai cũng có đây, anh chỉ đây tôi biết đây, 30 có, 40 có, 50 có, 80 có không? 80 có, được.